Yo, quay trở vào với thiết kế housing thiết... Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và trên mặt bàn đang là hai món đồ trang sức mà chị em cực kỳ thích: iPhone 12 Pro Max bên cạnh một cái hộp phấn. Đây là cái hộp phấn MAC Studio gì đó, Fix gì đó, mình mua tặng vợ mình, nhưng mình cũng không biết cái này nó dùng như nào để làm gì cả. Mà này, mấy chị em mới hiểu thôi. Và mình thì thích một cái hộp phấn khác. Đây. Trời ơi, đẹp chưa? Cưng chưa? Đây là LG Tone Free FN7. Mình đã từng có một video review về con LG Tone Free FN6 rồi. Và đây là một phiên bản nâng cấp về cái mặt trải nghiệm, với một vài tính năng cao cấp hơn như là chống ồn chủ động. Hay, ngay trên cái vỏ hộp đây chúng ta cũng có cái công nghệ UV Nano để giúp các bạn có thể khử khuẩn và bảo vệ đôi tai của bạn một cách tốt hơn. Nói chung là bảo vệ sức khỏe của người đeo một cách tốt hơn. Mức giá của cái tai nghe này thì nó đang là khoảng 3.390.000 tại Cellnet. Nhưng quan trọng là các bạn còn được tặng thêm một cái loa Go PL2. Cái loa này cũng có mức giá tổng 690.000. Điều này đồng nghĩa là nếu tính rõ ràng ra thì mức giá của cái tai nghe này chỉ vào khoảng tầm 2 mấy triệu mà thôi. Vậy thì 2 mấy triệu như thế, liệu nó có xứng đáng để các bạn mua hay là không? Và nó có những trải nghiệm như nào thì bắt đầu kỹ hơn nhá. Let's go. Đẹp vãi chưởng. Nhìn cái hộp đẹp thực sự luôn. Rồi, bên trong phụ kiện này thì các bạn sẽ không có cái thứ gì nhiều đâu. Ngoài cái việc các bạn sẽ có một cái sợi cáp sạc A2C và một vài những cái tip tai để mà thay đổi. Vậy thôi, chứ không có cái thứ gì nhiều cả. Xanh dễ sử dụng thì tôi bỏ qua đi nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào cái tai nghe này. Thì cái điều đầu tiên mà thực sự là đến bây giờ mình vẫn quá ấn tượng, đấy là LG làm ra một cái hộp sạc nó đẹp quá. Màu đen, nhám, nói chung là bảo vệ bên vỏ ngoài rất là tốt. Kể cả các bạn có quăng quật hay là chúng ta để ở đâu đi chăng nữa thì nó cũng không dễ để mà bị xước sát cái vỏ ngoài như thế này. Điều này dẫn đến cái việc mà các bạn không bao giờ phải lo lắng nhiều đến vấn đề phải tìm cái case bảo vệ giống như là AirPods các thứ. Cái này thì không cần, nhỏ gọn như thế này đã quá cưng, quá đẹp rồi. Các bạn sẽ có cổng USB Type-C này. Đó, các bạn sẽ có một cái nút bấm ở đây để mà chúng ta kích hoạt chế độ pairing này. Hay là các bạn sẽ có một cái dòng chữ hay là UV Nano. Đấy, các bạn thấy không? UV Nano này chính là cái công nghệ để giúp các bạn có thể sử dụng cái đèn UV và chúng ta có thể khử khuẩn trên cái tai nghe này, để mà mỗi lần các bạn đeo lên tai, đó, các bạn nghe chán chê rồi, tai bị bẩn rồi, lắp lại, nó sẽ đảm bảo một điều là cái tai nghe này sẽ luôn luôn ở cái mức sạch nhất và sạch khuẩn nhất có thể. Đấy, ghê gớm, nói chung là công nghệ hoành tráng ấy. Nhưng mà mình không biết là liệu nó có dùng cái từ gì ra, nó dùng cái từ gọi là nó hữu dụng đến đâu. Chứ còn đối với mình thì mình không quan tâm đến cái này lắm, thực sự nó là như vậy. Tính năng quảng cáo thôi, kiểu kiểu thế. Rồi, quay trở vào với thiết kế housing thì... Trơn quá trời. Quay trở vào với thiết kế housing và thiết kế của cái hộp sạc để mà lấy ra bên trong. Thì cái kiểu nếu các bạn lấy ra, đây, mình cầm như này này. Xong cái này là trơn kinh khủng lắm. Đây, các bạn nhìn này, mình bóp mạnh vào nhá. Piu. Đấy, nhìn này. Piu. Trơn vãi chưởng luôn. Mà nó lại còn được làm kiểu bóng bóng lên nữa, nên là nó lại càng trơn. Tay các bạn mà ra mồ hôi cầm cái này thì cứ xác định là rơi như vừa rồi là chuyện bình thường. Đấy. Đấy. Còn thiết kế housing thì cũng giống như là phiên bản FN6 thôi. Cảm giác đeo thì vô cùng là dễ chịu. Và lưu ý là các bạn sẽ cần phải lựa chọn cái tip tai này cho nó hợp lý. Mình là một thằng có tai quốc dân, nhưng nếu như mà đeo cái tai nghe này mà sử dụng cái size M thì đeo fit vào tai nó còn không ok. Nhưng mà chuyển sang cái size S như thế này thì đeo vào tai nó lại thực sự rất là ổn luôn. Đấy, các bạn thấy không? Kiểu tai quốc dân đeo cái gì vào nó cũng ok hết này, fit hết 100% luôn, góc cạnh các kiểu. Nói chung là cái cảm giác đeo của cái housing này thì bởi vì nó tất cả đều là đường tròn, đường cong nên là đeo nó rất là dễ chịu. Và nó cũng tương tự hoàn toàn như là với con FN6. Và FN6 thì mức giá bây giờ là 1990, thì rõ ràng nó cũng là một cái sự lựa chọn khá là ổn để các bạn có thể phân vân giữa FN6 và FN7. Con này thì nó có thêm tính năng chống ồn chủ động. Thế thì mình sẽ nói nhiều hơn về cái đó nhá. Để nói về tính năng chống ồn chủ động thì các bạn cứ hiểu là nếu như mình đeo cái này lên
trong những cái môi trường văn phòng như hiện tại trong studio của mình thì có tiếng điều hòa, tiếng quạt, máy tính các thứ, rồi là tiếng nền xung quanh. Thì chỉ cần đeo cái này lên gần như mình không còn nghe thấy bất cứ một cái âm thanh nền nào nữa. Những cái âm thanh noise, những cái tiếng nhiễu, những cái tiếng ở cái tần số thấp các thứ gần như là nó bị triệt tiêu một cách hoàn toàn. Và các bạn sẽ có một không gian cực kỳ yên tĩnh, cực kỳ dễ chịu. Nó sẽ là một cái kiểu nâng trải nghiệm hơn so sánh với M6. M6 á, cũng có thiết kế housing kiểu như vậy. Khi mà đeo fit được vào tai của bạn thì cái chống ồn bị động của nó cũng đã khá là tốt rồi. Nhưng bởi vì những cái âm thanh nền quá nhiều thì không thể nào nó khử được, thì cái này nó sẽ khử một cách triệt để hơn. Nhưng nó sẽ chỉ khử được những cái tiếng noise nền đó thôi. Còn nếu như các bạn mà nghe những cái tiếng, ví dụ như là tiếng thật lớn, tiếng gõ, đặc biệt tiếng trẻ con khóc, hay là thậm chí là tiếng người nói, thì các bạn vẫn có thể bị lọt âm thanh vào cái tai nghe này một cách bình thường. Nói cho dễ hiểu thì cái chống ồn chủ động của con này, nếu như so sánh với cái AirPods Pro chẳng hạn, thì nó được tầm khoảng 6/10. Đó, thì góc nhìn của mình đấy là nói chung là có cũng vui, nhưng mà không có cũng chẳng sao, kiểu kiểu thế. Và chênh khoảng hơn 1 triệu, gần 1 triệu chứ, để có thêm tính năng chống ồn chủ động, bạn cần hay không thì tự đánh giá nhé. Ok, rồi đi vào đến những cái thứ khác đi. Thì khi sử dụng cái tai nghe này thì xin phép mình được đeo lên nhé. Thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm LG Tone Free trên cái nền tảng iOS lẫn nền tảng Android để các bạn có thể tùy chỉnh một vài những thông số. Đặc biệt là bên trong này các bạn có thể tùy chọn chế độ Noise Cancelling hoặc là Ambient Sound. Thì mình đang bật cái chế độ Ambient Sound lên để mình có thể nghe rõ cái giọng nói của mình hơn. Chứ nói thật là kể cả mình bật cái chế độ Noise Cancelling này lên thì mình cũng vẫn nghe được cái tiếng nói của mình một cái bình thường. Chống ồn buồn cười vãi. Rồi bên trong đây thì chúng ta cũng có một vài những cái tùy chọn. Thì có một trong những cái mà mình cảm thấy, dùng cái từ ra, hơi phiền nhẹ khi sử dụng cái tai nghe này, đó là cái touchpad này nó nhạy quá các bạn ạ. Bởi vì là nó đều là những cái đường tròn như thế này, nên đôi khi các bạn đeo một khoảng thời gian thì các bạn sẽ có cảm giác đấy là nó bị bung bung ra khỏi cái vị trí các bạn hay đeo, và các bạn hay có cái thói quen để chỉnh lại. Và chỉnh lại như thế thì bởi vì cái touchpad này nó nhạy quá, nhạy một cách khiếp hồn luôn, chạm nhẹ vào cái là nó nhận. Thế nên là đôi khi mình cứ hay bị chỉnh một vài những cái tính năng khác đi mà mình không thực sự là thích cho lắm. Nên là cái tính năng touchpad lock này chắc là LG cũng hiểu tâm lý người dùng, đấy là chỉnh lại làm sao cho cân ấy, khóa nó lại chỉnh cho nó dễ, kiểu kiểu thế. Rồi đương nhiên các bạn cũng có thể một tùy chỉnh ngay trên cái này một vài thứ, ví dụ chạm một lần để play pause hay là nhấn giữ để mà chúng ta có thể chuyển qua đến những cái chế độ như là ambient sound hay là noise cancelling các thứ kiểu như vậy. Đấy, mình bấm vào đây và nó hiển thị ngay trên app để các bạn cũng có thể thấy. Ok đúng không? Rồi, nói đến cái vấn đề xử lý âm thanh đi. Thì cái FN7 này nó đương nhiên cũng được thừa hưởng rất nhiều những cái tính năng liên quan đến âm thanh, và nó được tùy chỉnh bởi Meridian. Thì nói cho dễ hiểu thì cái trải nghiệm âm thanh mà mình có với con FN7 này với cả con FN6 mức giá rẻ hơn, nó gần như là tương tự nhau hoàn toàn. Và FN6 là một trong những con mà mình đã từng đánh giá nó là một cái tai nghe mà gần như không phải là một cái tai nghe. Bởi vì cái khả năng tái tạo âm thanh của nó giống với cái trải nghiệm các bạn nghe loa ngoài hơn là một cái tai nghe. Bởi vì cái âm trường nó tái hiện lại rất là rộng, và nó định hướng một cách rất là rõ ràng, góc này góc kia, những cái kênh khác nhau, rồi trái phải khác nhau, hay thậm chí là cái cảm giác khi các bạn nghe nhạc thì nó cũng cực kỳ là dễ chịu. Bass không quá sâu và nó đủ nghe, chép không bị gắt, mid thể hiện giọng hát của ca sĩ một cách rất là ok. Và nếu như các bạn nào muốn tìm hiểu một cách thật là rõ ràng á, thì nếu như các bạn nghe những cái thể loại nhạc liên quan đến R&B, hip hop, rap, các bạn chỉ cần bật chế độ bass boost này lên, âm thanh cực kỳ phê. Còn nếu như các bạn nghe những thể loại thiên về vocal nhiều hơn, thiên về chi tiết nhiều hơn, các bạn có thể tùy biến sang cái chế độ gọi là immersive. Đó là cái chế độ mặc định mà LG kết hợp với Meridian đã tinh chỉnh sẵn, và các bạn sẽ có một cái chất lượng âm thanh thực sự là rất là ok. Nói chung, cái đáng giá của cái tai nghe này ở cái tầm giá khoảng 3 triệu như vậy, chắc chắn nó đến từ cái thiết kế của cái hộp sạc, chắc chắn nó đến từ cái tính năng chống ồn chủ động, và rõ ràng cái chất âm của nó cũng là một trong những cái điểm vô cùng sáng giá. Mình đã từng đánh giá rất cao con Tone Free FN6 ở chất âm và cái trải nghiệm mà nó mang lại, và con này nó sẽ nâng cấp hơn ở cái trải nghiệm âm thanh, và nó nâng cấp hơn ở cái chống ồn chủ động. Vậy các bạn nghĩ sao? Ở cái tầm khoảng 3 triệu, một chiếc tai nghe đẹp, nghe tốt, có chống ồn chủ động, thương hiệu ngon lành đến từ LG, xứng đáng hay là không? Góc nhìn của mình thì nó xứng đáng, nhưng có lẽ nhiều bạn cũng sẽ phân vân rất nhiều với cả con
Huawei FreeBuds Pro. Bởi vì Huawei FreeBuds Pro chống nguồn xịn hơn và âm thanh các thứ nói chung nó cũng bùng nổ hơn. Con này thì nó cân bằng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Vậy các bạn nghĩ sao? Comment chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới nhé. Đừng quên là check giá tại Xiaomi.net, mức giá chỉ là 3.390.000 là còn được tặng thêm một cái loa nữa. Có thể nói đây là một mức giá cực kỳ thơm rồi. Link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn nhé. Còn bây giờ thì bye.